mang theo mặt nạ đầu bò tượng trưng cho sự bóc lột của chế độ môi giới. Liên minh lao động di trú Đài Loan dự kiến sẽ tổ chức cuộc tuần hành với quy mô lớn, yêu cầu bãi bỏ chế độ môi giới, chuyển sang tuyển dụng trực tiếp giữa hai chính phủ, nhằm giúp cho người lao động tránh khỏi sự bóc lột của môi giới. Họ muốn mày tiền, mày đi, mày nhiều, hoặc là chiên xa cao lý đại, hoặc là chiên xa bẩn phiêu, phụ trại lấy lấy đợt thái năng lại qua Thái Văn công dụ. Chính phủ quy định đợt, 1 năm, 1 năm 1,800, 2 năm 1,700, 3 năm 1,500, chứ 3 năm tổng cộng 6 vạn đợt phụ vụ phê. Đối với một lao công lại chẳng, 3 năm đợt hợp yếu có chẳng chín 3 cơ yếu sẽ tại dụ bài công. Từ khi còn ở trong nước, người lao động đã phải chi một khoản phí lớn. Sau khi đến Đài Loan còn phải chi 60.000 đài tệ phí phục vụ trong 3 năm. Dù từ năm 2016, chính phủ đã hủy bỏ quy định tái nhập cảnh sau khi mãn hạn hợp đồng 3 năm, những tưởng người lao động có thể tự do chuyển đổi chủ thuê. Thế nhưng trong thời gian làm thủ tục, họ lại buộc phải trả thêm phí mua việc từ 2.000 đến 100.000 đài tệ. Siapa yang betah minta pindah majikan malah dipintai uang pindah majikan. Kalau tidak diancam pulang, siapa yang mau dipulangkan melainkan kabur. Liên minh lao động di trú Đài Loan cho biết cuộc tuần hành trưa Chủ nhật này sẽ xuất phát từ tổng bộ của Đảng Quốc dân và tiến về phía Đảng Dân Tiến, yêu cầu hai đảng bày tỏ thái độ đối với vấn đề của lao động di trú. Theo Bộ Lao động, hiện đã thành lập trung tâm tuyển dụng trực tiếp, khuyến khích chủ thuê trực tiếp tuyển dụng lao động, đồng thời cũng sẽ xử phạt đối với môi giới thu phí quá mức quy định. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, nhiệt độ trên toàn Đài Loan xuống mức thấp kỷ lục trong mùa đông năm nay. Tại trạm quan trắc tự động ở khu vực Trung Liêu Nam Đầu vào sáng sớm thứ ba đã đo được nhiệt độ 10,3 độ C, mức thấp nhất từ đầu đông đến nay. 星期六开始是另一波东北季风在影响我们，但是大气变得比较干，所以天气形态恢复到北部东半部这些比较迎风面地方，可能断断续续下一些雨。 Từ thứ Tư, do ảnh hưởng của khỏi hơi nước từ bão Kamuri, trên toàn Đài Loan sẽ có mưa. Cục khí tượng nhắc nhở khu vực Bắc Bộ và Đông Bán Bộ đề phòng khả năng có mưa to và kéo dài. Và thứ Năm có khả năng sẽ có tuyết rơi trên những ngọn núi có độ cao trên 3.000 mét so với mặt nước biển. Theo Cục khí tượng, do tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu, không khí lạnh mùa đông sẽ đến ngày càng muộn. Cục khí tượng dự đoán nhiệt độ của mùa đông năm nay sẽ có chiều hướng ẩm lên và có lượng mưa khá lớn, thế nhưng cũng không loại trừ có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm. Trong tương lai, nhiệt độ vào mùa đông sẽ có xu hướng chênh lệch khá lớn. Cục khí tượng sẽ bắt đầu áp dụng hệ thống cảnh báo bằng đèn, theo đó sẽ có hai loại nhiệt độ thấp cả ngày và loại nhiệt độ thay đổi lớn giữa ngày và đêm, nhằm giúp cho người dân sớm nắm rõ sự thay đổi của nhiệt độ. Nằm trong số những hãng hàng không mới thành lập tại Đài Loan, hãng hàng không Starlet dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 1 năm sau với 11 đường bay, trong đó có Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam. Ngoài ra, hãng TDA Air cũng đã được cấp phép hoạt động. Bên cạnh đó còn có hai hãng hàng không hạng sang là Skyvision và Soarin Falcon cũng đã được Bộ Giao thông cấp phép thành lập. Theo Cục Hàng không Dân dụng, định nghĩa của chuyên cơ hạng sang là dạng tàu bay VIP tư nhân dưới 19 ghế ngồi, chủ yếu phục vụ cho giới nhà giàu. Trong đó, hãng Skyvision do ông chủ của tập đoàn Power Trip sáng lập có vốn điều lệ là 200 triệu đài tệ và hãng Soarin Falcon cũng thuộc dạng chuyên cơ hạng sang. Còn hãng TDA Air được thành lập bởi cựu chủ tịch của hãng hàng không China Airlines với vốn điều lệ là 300 triệu đài tệ. Do chuyên cơ hạng sang có tính bảo mật cao và đường bay linh hoạt, cộng thêm những năm gần đây nhu cầu của giới chuyên gia cũng gia tăng, nên thị trường hãng hàng không hạng sang hứa hẹn sẽ sôi động. Kể từ tháng 12, thành phố Cao Hùng bắt đầu áp dụng quy định cấm hút thuốc tại vỉa hè của các cửa hàng tiện lợi, quán cà phê và tiệm thức ăn nhanh. Nếu vi phạm sẽ phạt từ 2.000 đến 10.000 đài tệ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân chưa nắm rõ quy định, nên trong ngày thực thi đầu tiên đã có đến 5 vụ vi phạm. Cục Y tế cho biết chỉ cần phát hiện người vi phạm dù chỉ là chăm thuốc thì mức phạt vẫn là từ 2.000 đến 10.000 đài tệ. Nhiều người dân đồng tình với quy định trên nhưng cũng có ý kiến cho rằng làm thế sẽ khiến cho những người nghiện thuốc nấp vào những khu vực khó phát hiện, chưa hẳn đã có thể giảm thiểu tác hại của thuốc lá. Tại Đài Bắc và Tân Bắc đã bắt đầu áp dụng quy định trên từ ngày 1 tháng 9. Tính đến ngày 2 tháng 12 đã có hơn 20 vụ vi phạm. Trong các vụ vi phạm trên có cả án phạt đối với hộ kinh doanh cung cấp gạt tàn thuốc cho khách. Còn tại Đài Trung và Đào Viên sẽ áp dụng quy định này vào năm sau. Ở Đài Nam đã tiến hành cấm hút thuốc tại 15 khu vực bến xe. Riêng quy định cấm hút thuốc tại vỉa hè thì vẫn còn đang trong quá trình xem xét.